liên tiếp các vụ cháy nổ xảy ra trong thời gian gần đây. Rất nhiều vụ nguyên nhân là do bất cẩn trong sử dụng điện cũng như hệ thống điện không đảm bảo. Đặc biệt trong mùa hè nắng nóng, khi nền nhiệt tăng cao, nhiều hộ gia đình, cơ sở kinh doanh sử dụng nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong cùng một thời điểm để phục vụ đời sống sinh hoạt, cũng là nguyên nhân lớn dẫn đến các sự cố cháy nổ các thiết bị điện. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy là do ý thức chủ quan lơ là, bất cẩn của người dân trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn điện. Trong số các vụ cháy xảy ra, hơn 60% vụ cháy có nguyên nhân do sự cố thiết bị điện. Thiết bị điện kém chất lượng cũng như việc lắp đặt, sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn mà không tính toán về hệ thống dây dẫn cũng như các thiết bị bảo vệ. Ngoài ra, quá trình sử dụng các thiết bị điện không thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị định kỳ. Đối với các hộ kinh doanh mà có cái hợp sử dụng điện sinh hoạt và kinh doanh thì nó rất là phức tạp. Ở đây thì chúng ta lưu ý tới cái việc là phàm cháy là trên hết. Đặc biệt là cái vấn đề chúng ta cao mát, rồi chúng ta sắp xếp hàng hóa, rồi chúng ta sử dụng với công suất lớn. Trong những cái giờ cao điểm mà chúng ta thực hiện cả hai mục đích về sinh hoạt và kinh doanh thì chúng ta hết sức để ý tới cái việc này. Thì để mà hạn chế cái rủi ro từ cái lĩnh vực này á, thì đối với các hộ kinh doanh thì chúng ta phải kiểm tra lại toàn bộ cái phụ tải của mình để đánh giá cái mức độ phụ tải. Từ đó thì chúng ta sẽ có lắp những cái thiết bị mà nó bảo vệ cũng như là nâng cái khả năng chuyển tải của dây dẫn. Tại tỉnh Quảng Ngãi, thời gian qua, nhiều mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy ra đời ở tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở, kết hợp sản xuất kinh doanh. Cứ tối thiểu 5 hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất hoặc kinh doanh liền kề sẽ xây dựng thành một tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Trong đó, mỗi hộ được lắp đặt một chuông báo cháy và hai nút ấn báo cháy, bình chữa cháy xách tay và bộ dụng cụ phá dỡ. Tổ được hướng dẫn trang bị kiến thức và tập huấn những kỹ năng cơ bản trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Có sự cố mà chập điện hay là này nọ khác thì nói chung là có vụ hình này thì mọi người phòng chống nó hiệu quả hơn, nó tốt hơn. Tương tự mình vẫn sử dụng như vậy, tức là mình phải bóp cò báo động cho mọi người cùng biết cái đồ để cùng nhau mà ứng cứu hoặc là thoát nạn. Toàn tỉnh Quảng Ngãi hiện đã xây dựng 257 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy. Đối với công tác phòng cháy chữa cháy, thời điểm vàng chính là 5 phút kể từ khi phát sinh sự cố cháy. Do đó, những lực lượng có mặt nhanh nhất với phương châm 4 tại chỗ, gồm lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân là phương án hiệu quả nhất. Vậy nên mô hình này được kỳ vọng sẽ xử lý bước đầu các sự cố cháy nổ, giúp giảm thiểu các thiệt hại về người và tài sản. Kinh phí mà xây dựng mô hình này thì mỗi hộ gia đình là đóng góp chung, kinh phí thì rất là ít. Tuy nhiên là có hiệu quả mà đem lại cái tác dụng cho cái mô hình này rất là thiết thực. Muốn phòng cháy triệt để thì phải hiểu đúng nguyên nhân. Theo đánh giá của các chuyên gia về điện, các vụ cháy nổ xảy ra có đến 60% liên quan đến điện. Nguyên nhân do chất lượng phần lớn thiết bị điện trên thị trường hiện nay không được kiểm soát, hàng kém chất lượng tràn lan, hàng giả, hàng thật lẫn lộn, khiến cho người mua khó phân biệt. Khi sử dụng phải hàng dỗm, thiết bị dễ bị quá tải, chạm điện, gây cháy nổ. Hiện nay thì chúng ta sử dụng cái thiết bị điện nó rất là đa dạng do cái việc mà chúng ta sử dụng các thiết bị mua từ các cái trang điện tử. Những thiết bị này thì hầu hết là nó không có nguồn gốc và thực tế thì cũng không có một cơ quan nào mà đánh giá cũng như là bảo hành. Mà chúng ta mua về thì chúng ta sử dụng được tiếp. Đặc biệt là các thiết bị về chuyển đổi, thiết bị tích điện. Thì bà con cũng thấy là gần đây thì những cái thiết bị này nó cũng phát sinh những cái vụ hỏa hoạn rất là nhiều. Ví dụ như là các cái pin sạc xe đạp điện, xe máy điện v.v. Thì chúng ta hết sức là lưu ý cái việc này. Mặc dù thì chúng ta phải sử dụng, tuy nhiên thì trong quá trình sử dụng thì chúng ta phải kiểm soát, phải để mắt tới cái thiết bị này. Tuyệt đối là chúng ta không sử dụng nó khi mà chúng ta đi vắng hoặc là sử dụng qua đêm khi chúng ta đi ngủ. Thực tế cho thấy, hàng năm vào thời điểm mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân để làm mát, làm lạnh và phục vụ sản xuất kinh doanh tăng cao đột biến. Hơn bao giờ hết, công tác phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ ngay từ ban đầu, từ chính các cơ sở sản xuất kinh doanh và hộ dân cư là hết sức quan trọng và hiệu quả nhất.